Up Method Đầu giới thiệu cho quý vị dòng iPhone chúng tôi đang bán là iPhone 4, 4S nha. Hiện tại tôi đang cài đặt cho khách hàng nếu có yêu cầu. Thì cách hướng cài đặt cũng rất đơn giản thôi. Cài đặt App Store quý vị đang chạy đây, đang tải. Thì tôi đã cung cấp mật khẩu và ID cho quý vị, thì quý vị chỉ cần kéo cái cài đặt. Quý vị kéo xuống phần này. Đây. Thì tôi chỗ này tôi đã cung cấp trong hướng dẫn ở trong bên trong gói hàng, thì quý vị đăng nhập vô đây. Đó. Thì đăng nhập ID và password. Khi đăng nhập xong thì sẽ hiện lên dòng như vậy. Thì chúng ta thoát ra. Chúng ta vô App Store. Thì chúng ta đánh tìm kiếm những cái chung đây. Những cái ứng dụng mà chúng ta cần thiết chúng ta tải như vậy. Rồi làm ăn quy định rất mong quý vị ủng hộ, thì tất cả sản phẩm đều được kiểm tra kỹ trước khi giao đi nha quý vị. Có trục trặc gì xin quý vị cứ gọi điện cho shop và shop sẽ hướng dẫn. Xin cảm ơn.